Ok, hi xin chào người, chào mọi người đã trở lại với channel của mình là cả đây. Và hôm nay mình đã trở lại với Minecraft thử thách sinh tồn 1.16. Yay. Như các bạn đã biết thì hôm trước mình đã có đổi nhầm cái ông này nè. Ôi, đi qua dân làng để đổi một bộ giáp kim cương mà đi đổi nhầm thợ vũ khí mới đau chứ các bạn. Đau lòng, bây giờ đổi nhầm. Đây chính là cái ông mà chúng ta cần đổi nè. Nhưng mà mình hôm trước mình lại đi đổi nhầm cái ông thợ rèn một mắt này. Ôi, ông đang chờ cái chỗ sắt của mình. Rồi, sắt của mình thì đã đi đào thêm một tí, cũng như là than mình đã đào nhiều hơn một xíu này để mà trao đổi với ông làm giáp. Mình mong là mình sẽ được bộ giáp từ ông này. Rồi, chúng ta sẽ trao đổi để mà ông lên level nha. Rồi, lên một level. Rồi. Rồi, bây giờ là chúng ta phải đổi cái gì ta? Đổi cái này hả? Không, mình nghĩ mình sẽ tiếp tục đổi than. Ha. Mình cứ đổi giày đi. Bây giờ đổi than không biết khi nào mới lên được level nữa. Rồi, đổi được như đây thôi. Mình đổi giày nha. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 đôi giày. Ui da, ui. Toan. Rồi, 11 đôi giày ổng mới level được các bạn. Ok. Rồi, tiếp tục. Bây giờ là cái giờ mấy ổng tập trung lại, mấy ổng hẹn hò cái kiểu đấy kiểu vậy đó, mấy ông tập trung vào cái chỗ này rất là đông luôn. Có bao nhiêu ông dân làng thì mấy ông sẽ tập trung vào cái chỗ này lúc giữa trưa hay chiều chiều đấy, chắc là chiều các bạn à. Rồi chiều xong ông hẹn hò xong mấy ông lại tiếp tục ngủ, rồi sáng mai lại dậy hẹn hò, rồi tới giữa trưa lại làm công việc ấy. Thời gian của mấy ông là vậy. Quay bây giờ đổi bất khuyên á, thôi chịu luôn. Sao bây giờ 2 3 4 5 6 7 8 cái khuyên, trời ơi, giết tôi luôn đi. Mình tốn khá là nhiều ngọc lục bảo để mà cho ông lên level các bạn à. Bây giờ đi đào than thì nó hơi rắc rối một xíu. Ok, bây giờ mình sẽ chế tạo thêm một cái chest để đựng cái số khiên này. Khiên thì mình có rồi, đây mình đổi cái khiên mới luôn đi. Rồi, không biết là ông lên level gì chưa, ngọc lục bảo rồi. Một lần nữa thì sẽ đổi full giáp nha các bạn. Bây giờ có giáp, chưa có giáp đúng không? Đây, chúng ta cần đây, một cái quần, một cái giày. Rồi ok, che chắn tôi bằng kim cương các bạn thấy không. Rồi, rồi hai món rồi, một món nữa. Bây giờ ông này đổi lúa đâu ra trời. Đâu rồi cái ông thợ rèn rồi à, đây. Muốn cho ông lên level thì mình phải đổi khiên các bạn. 1 2 3 4, ô hết rồi, 5, ô hết luôn rồi. Ok. Rồi, full bộ nha các bạn. Bây giờ nhưng mà mình thiếu emerald. Ok, bây giờ mình cứ bằng cái chỗ khiên này ra. Ok, trước khi tiếp tựu video thì mình sẽ giới thiệu các bạn một tựa game khá là hấp dẫn trên điện thoại. Thì game này có tên là Binrico. Ok, Binrico gì đấy. mình không rành tiếng Anh các bạn ạ. Rồi, game này mình đã tải sẵn rồi thì mình sẽ ấn vào chơi cho thử các bạn xem nha. Ok, game thì rất là đơn giản và cực kỳ hack não và dễ gây nghiện nha các bạn. Rồi. Ok, mình đã chơi tới vòng thứ 5 rồi. Thì càng về sau thì game nó sẽ càng khó nha các bạn, chứ không có cái game nào càng về sau nó càng dễ dàng các bạn chơi đâu. Thì các bạn thấy mình đang đứng ở trong một cái hộp và mình phải cứu một bé gái ở dưới, và trước mặt mình là hai con thú rất là dữ. Thì các bạn phải mở khó để mà mở mấy cái chốt ấy để mà làm sao cho chúng ta đi an toàn để cứu một bé gái. Thì có rất nhiều bẫy và động vật thú dữ, zombie các kiểu trước mặt các bạn. Các bạn phải rút chốt làm sao để các bạn đi chính xác để giải cứu nha. Chỉ cần đi sai một bước thôi là các bạn coi như là chơi lại ấy. Rồi thì mình sẽ gọi là rút chốt kiểu sai ấy để mà cho các bạn coi thử nha. Ví dụ nha, vậy là mình rút thử cái chốt đầu đi, như là cái chốt này này. Rồi, hai con cắn nhau đúng không? Ồ, có vẻ thì rồi, nếu mà hai con cắn nhau mà các bạn rút chốt của cái thằng đứng ở trên này thì các bạn sẽ bị chết. Đó, bị thú cắn chết. Là cách này là cách sai nha. Ok, trở lại. Rồi, thì mình sẽ rút chốt chính giữa để mà hai con cắn nhau như hồi nãy đúng không? Rồi sau đó mình sẽ rút cái chốt để cái con cọp nó bị rơi xuống và nó bị game over. Rồi sau đó mình sẽ rút chốt của mình để mà rơi xuống và an toàn cứu bé gái. Đấy, rất là dễ. Mấy cái vòng sau cũng vậy các bạn à. Game có rất nhiều nhân vật với lại các chốt khác nhau. Nếu các bạn muốn có một cái chốt mà free thì các bạn chỉ cần ấn nhận và xem quảng cáo thì các bạn sẽ có thôi. Đấy, mình như mình
Đấy. Xem quảng cáo thì sẽ có một cái chốt skin cũng như là skin nhân vật ấy, cái kiểu ok bây giờ chiến thắng rồi, các bạn có thể nhân tiền của bạn bằng cách là xem quảng cáo. Đây có chữ nhân 10 thêm bằng cách là xem quảng cáo nha. Rồi như các bạn thấy thì khi đã xem xong thì mình đã được nhân tiền này, đó rất là lợi luôn, đó là cách mà các bạn kiếm tiền nhanh nha. Ok thì skin thì có rất nhiều loại skin luôn các bạn nha. Các bạn thấy nhiều skin đẹp và ở đây có chữ mở khó ngẫu nhiên, các bạn phải xem quảng cáo để mà mở khó skin ngẫu nhiên thì thích nha. Rồi rồi như các bạn thấy mình đã mở khó được một tạo hình nhân vật, cũng có cả thành tựu hay là bỏ tiền mua này. Đấy 10.000 thì các bạn có thể mua được một skin đẹp này, đó cả móc khóa nữa rất là đẹp luôn, có nhiều cái móc loại móc khóa khác nhau, cả một móc khóa rocket này, móc khóa thành cái gì ta, cái cúp này, móc khóa cái gì đó vân vân vân, nhiều lắm, nhiều cái móc khóa đẹp lắm. Để các bạn có loại thì level cao mình mới có thể mở khóa được, và nhân vật cũng thế như vậy thôi. Rồi mình đã có chốt mới nha, các bạn thấy chưa, mình sẽ bấm vô này, nhận này đó. Rồi các bạn thấy cái chốt của mình chưa, rất là đẹp đúng không? Rồi, chốt Giáng sinh, mình sẽ rút chốt cái này. Rồi lấy cái bơi, rồi xong rút cái này bơi 3 vòng rất là easy. Còn các bạn không rút chốt bơi là chết đấy nha, không lấy cái áo bơi là chết đấy. Rồi để tải thì như thế nào, thì các bạn vào Search lấy cho mình, rồi ấn vào Search thì các bạn tìm cho mình là bin rescue đây. Rồi các bạn cài đặt về, cái này mình cài sẵn rồi nha, và mình sẽ đánh giá 5 sao, chọn là rất hấp dẫn và dễ gây nghiện. Rồi rất là hay. Ok rồi các bạn nhớ tải game này về nha, thì link tải thì mình sẽ đánh để ở dưới phần mô tả cũng như là dưới phần comment nha. Và bây giờ thì tiếp tục chơi game thôi. Ôi full giáp, ui chín chín kim cương à, wow alo 9 emerald, mình đổi được một món kim cương khá là ngon từ dream rồi đấy. Rồi bây giờ chúng ta cần là cái gì ta, emerald. Bây giờ chúng ta thiếu emerald các bạn. Làm sao để có emerald đây? À chắc là mình đổi sắt lấy emerald đi. Ok. Ai ông này đổi sắt lấy emerald đúng không? Ok đúng rồi, 1 2 3 4 5. Rồi, ok luôn. Lên level để xem ổng sẽ đổi gì nha. Uầy, đổi rìu kim cương kìa. Không, bây giờ mình quan trọng là giáp kim cương thôi, nhiều kim cương thì không cần. Ổng là thợ vũ khí mà, chắc chắn phải đổi rìu, đổi cuốc cho mình thôi. Rồi bây giờ thì chúng ta lại tìm cái ông đây, thay đổi giáp kim cương nha các bạn. Rồi, không đủ bây giờ cứ đổi tạm cái nón nha. Rồi mình thiếu khoảng 12 viên nữa, 12 viên nữa để mà đổi cái giáp nha các bạn. Ok 12 viên nữa, dây ta đã full bộ giáp sắt rồi, kiếm ra 12 viên đây để mình tìm ông nào. Đây ông, đúng rồi ông này, đúng rồi ông này các bạn ơi. 12 viên đối với mình là easy, đi chặt gỗ thôi. Ok, chặt gỗ đôi ông thợ làm cung nha các bạn. Để mà chúng ta full bộ giáp trong hôm nay luôn, rồi sau đó chúng ta tiến vào Nether để mà tìm mảnh vỡ cổ đại. Easy. Về nhà thì chúng ta xây một cái chuồng bò nha, chuồng bò để farm bò để mà có da. Hay là các bạn muốn mình tìm trong hót, tìm trong hót để tìm sách cũng được. Rồi. Rồi. Các bạn thấy sao, nếu các bạn muốn mình tìm trong hot hoặc là farm bò ấy thì có comment phía dưới cho mình biết nha. Đây cho mình biết, mình sẽ thực hiện theo thử thách của các bạn, chứ bây giờ mình không biết chọn phương hướng nào. Farm bò thì có vẻ hơi lâu, còn tìm trong hot là cái tìm cái hang rồng ấy, cái chỗ vô rồng thì sẽ có một cái thư viện sách đấy, chúng ta tới đó lấy sách thoải mái luôn đấy, rất là tiện luôn, nhưng mà nó hơi xa một xíu thôi. Ok đâu rồi thợ làm cung tên đâu rồi, đây ta sẽ bỏ gỗ ra crafting que. Đây, 1, 2. Ok, 6 viên, cố gắng lên. Đấy, đang mới, đi đâu vậy? Còn còn nhiều lắm. Thiếu thì cha ra chặt thêm thôi. À, qua chỗ làm việc của ổng các bạn. Rồi, 4 viên nữa thôi, à 5 viên nữa thôi, cố lên. Mỗi âm dân làng đổi tối đa là 16 viên nha các bạn. Đấy. 5 viên nữa thôi, 5 viên nữa thôi. Lần trước là mình chặt hết cái khu này rồi, nhưng mà mình trồng lại nên là gỗ nó mọc lại cho mình chặt này. Đấy nên là các bạn là khi chặt gỗ này nhớ để ý mấy cái mầm cây nha. Đấy, nó mọc lại thì tới chúng ta nhặt, chúng ta chặt lại, trồng lại sau đó mới có cây chặt tiếp chứ. Không thôi khu của các bạn trống cây là ăn cám đấy, phải đi ra cái khu xa để chặt mệt lắm. Đấy, làm xiên một tí, trồng cây một tí thôi, có cây chặt tiếp.
Rồi. Ăn táo mình không nên ăn, táo để dành làm táo vàng thôi. Ta còn giết rồng, giết vider nữa mày. Xâm chiếm ma heo nữa. Bạn biết cái chỗ của mấy con ma heo không? Ở cái lâu đài của tụi nó đấy, khá là nhiều ma heo ở đó. Chúng ta phải mạnh để chúng ta vô đó tấn công tụi nó. Thương nhân cũng qua đây à. Ui, thề nha, cái thế giới này mình gặp hơi nhiều thương nhân rồi đó. Rồi. Rồi, đủ luôn. Đủ giáp rồi. Đâu rồi? Phải kia không? Trời ơi, bây giờ ra ngồi đó ngắm sông à. Nhân làng à, hở cái gì? Ông này đổ cái gì vậy? Ui, không có vỏ ốc hả? Không có vỏ ốc thì thôi. Ha. Holy man. Tại sao một đóa hoa lại có thể mọc được giữa một cái đám đất như thế này chứ? Đáng lẽ là nó phải mọc bên đây này, nhưng mà game nó lại mọc bên đây. Game kỳ. Ok, chúng ta sẽ đổi bộ giáp luôn. Full giáp kim cương. Oh man, một cách easy, không cần đi tìm nha các bạn. Đây là tự nhiên nha. Đây là giáp mình tự tìm nha, chứ không mình không tìm nha. Và có enchant sẵn cho mình luôn. Bảo vệ 1, bảo vệ 1, bảo vệ 2, bảo vệ 1. Nếu các bạn không thích, các bạn về lấy dùng cái đá mài á, các bạn mài lại hết rồi sau các bạn enchant, đó là bình thường luôn. Bây giờ mình sẽ đem mấy cái giáp này về. Này, giáp xích này, quần giáp xích này, ủng giáp xích này, một cái mũ giáp xích nữa nha. Ông này không có đổi mũ giáp xích à. Các bạn biết cái giáp xích này nó hiếm cỡ nào không? Ở chỉ có zombie rơi hay là dân làm có thể đổi thôi, chứ mình không thể nào chế tạo được các bạn à. Đâm ra là nó hiếm lắm. Ông này là thợ công cụ. Thợ công cụ, còn ông này là thợ vũ khí. À đúng rồi, thợ vũ khí là đổi kiếm đi. Ok, cảm ơn mấy ông nha, cảm ơn mấy ông rất là nhiều. Bây giờ mình về thôi, lấy đồ về thôi các bạn à. Thịt này, da bò này, bản đồ á. Bản đồ là cái bản đồ dân làng. Bản đồ này chắc tặng cho mấy ông đi. Rồi. Mía này. Cái gì nữa ta, cái gì cần thiết nữa ta. Lò luyện kim một cái. Rồi, thank you ông nha. Đấy, nhờ ổng mà mình kiểu vào đường tí, full giáp kim cương. Rồi, bây giờ là chỉ đợi các bạn comment là mình nên đi tìm chân hót hay là mình nên nuôi bò thì các bạn comment giúp mình nha. Rồi, comment ai bên nào nhiều thì mình sẽ làm bên đó. Bây giờ có giáp kim cương rồi. Chân hót là gì đúng với mình đâu. Ở đây khá là nhiều tổ ong ấy. Mình có lọ không ta? Mình không có lọ để mà gọi là có một cái lọ này. Ok, let's go về nhà thôi. Nhà mình xa không các bạn? Hình như là cũng khá xa đúng không? Ok, đây là la bàn của mình. Mình sẽ cố gắng về nhà. về nhà thôi. Mà rap ghê vậy. Thiệt mấy cái lỗi đó nhìn ghê lắm các bạn à. Tự nhiên cái cây nó kiểu nó kiểu không có gốc ấy, kiểu lơ lửng ấy, nhìn cũng hơi sợ. Mình mong là Minecraft vài bữa sẽ gọi là update mấy cái lỗi như thế này, kiểu hoa nó mọc sai hướng các kiểu nữa. Ui, nghe cũng sợ chứ bộ. Rồi, đi theo hướng la bàn thì mình sẽ về nhà được thôi. Trên đường về nhà thì mình trò chuyện cùng các bạn, cũng như là mình sẽ lấy những thứ cần thiết trên đường về. Đấy. Trời, đúng mình dùng sải bước dưới nước quen rồi ấy, cho nên là mình bơi dưới nước rất là nhanh luôn. Nhưng mà bây giờ là chơi lại cái ở 1.16 ở bên đây thì nó không quen ấy. Ở đây chúng ta cũng có ong này. Ong ở mọi nơi. Chỉ cần các bạn thấy những khu rừng như thế này ấy, thì chắc chắn sẽ có một cái tổ ong. Nếu mà các bạn thấy cái đồi hoa như hồi nãy ấy, thì sẽ rất là nhiều tổ ong. Đấy. Tại vì ong rất là thích những chỗ có hoa nhiều. Đâm ra là đồi hoa là nơi spawn nó nhiều nhất. Đây có mí chúng ta lấy hết luôn. Rồi, phải chỉ là mình ở gần gian làng mình sẽ đổi với mấy ổng nhiều hơn. Đấy, nhưng mà bây giờ cách xa mấy ổng quá, mai mốt mình sẽ cố gắng dẫn gian làng về luôn. Ở đây chúng ta có sắt này. Cúp của mình thì không hư đâu, mình mới đào được 2 stack than với lại là nửa stack sắt là nửa hơn nửa đấy, là 30-15 đấy. Ở là nó hỏng được tới đây ấy. Cúp kim cương nó hỏng lâu lắm. Tới cho ta khá là lâu. Nếu có ngựa sẽ nhanh hơn, nhưng mà đi ngựa nó rắc rối lắm bạn à. Nhiều cái cây nó trắng như thế này thì chúng ta đi qua không được. Về cho ta. Thấy nhà mình rồi. Thấy đám lửa của nhà mình rồi. Đây. Căn nhà thân thương, biệt thự thân thương của mình.
cánh cổng thân thương của mình. Hình như lửa của mình chưa có rơm lót ở phía dưới hay sao ấy, đâm ra là nó không cao lắm. Đúng không ta? Đúng rồi, hình như mình... Đúng rồi các bè. Cái lửa của mình chưa có rơm. Mình sẽ... lửa của mình cũng chưa chín luôn. Ok, bây giờ cắt đồ nha. Mình chưa có giá để giáp thì mình sẽ nung ba cục đá lên. Đây. Này có phiến đá này. Phiến đá nhưng mà mình cần đá kia. Đá đá mịn cơ. Da bò thịt này, ta sẽ nung thịt lên. Thịt rất là nhiều. Ủa quá, nếu mà có thêm cái nón là full bộ luôn rồi. Uầy, sắt của mình hơi bị nhiều nha. Lúc nãy mà đem sắt vào bên dân làng là chắc là đổi hơi bị nhiều emerald. Không cần phải đổi mấy cái thứ như là kiểu hơi nhiều kiếm, hơi nhiều giáp, hơi nhiều khiên đâu. Tốn lắm, bỏ cũng như vậy à. Rồi, đây là cái mí, đây là da bò. Chúng ta crafting nó thành sách. Chính quyển sách. Đây, xương luôn. Bây giờ mình sẽ ra ngoài mình bón cái chỗ lúa để mà chúng ta làm cái khối lúa nha các bạn, để mà cho cái lửa chải của mình nó phóng cao lên ấy. Khói nó cao hơn ấy. 1 2 3 5 6 7 8. Rồi, ok đủ luôn. Quá chuẩn, quá chuẩn. Rồi. Cắt lúa vô, cắt hạt giống vô. Đây. Một kiện rơm. Ta sẽ đặt ở phía dưới này. Bật rồi. Khói nó sẽ bốc cao hơn, chúng ta sẽ thấy đường về nhà hơn. Rồi, cắt lúa vô luôn. Lúa mình trong đây nhiều mà chết tạo thu hoạch chết trời. Không hiểu luôn ấy. Nung thịt sống lên. Rồi, bây giờ ngủ giấc đi. Trời tối rồi. Ủa, cái giường mình đâu ta? Quên. Trời ơi, mình chơi nhiều Minecraft á, nhiều thế giới, đâm ra mình quên lung tung. Rồi, mình sẽ nung đá này lên để mà nó ra đá mịn nha. Cái bàn rèn thì mình sẽ đặt ở phía ngoài này. Cái vạt cũng vậy luôn. Đâu ra 4 cái vạt cái gì trời. Cái gì nữa đây? Da bò này. Bây giờ không biết là mí của mình mọc hết chưa nữa. Để mình xem thử mí của mình nha. Mí ơi. Ủa, mình nhớ là mình thu hoạch đó lâu rồi mà sao nó chưa mọc ta. Cũng không nhớ là rõ nữa. Rồi, ráp thêm. Đây, rồi chúng ta sẽ dùng que. Que, không có trong này. Ủa, mình đủ công thức mà sao nó hiện lên trời. Nên để đâu đây, để góc đây nha các bạn. Rồi, rồi. Quần xích này, áo xích này, giày xích này. Trời ơi, thiếu đúng cái mũ à. Cái giáp mà nó không có mũ thì nó hơi kỳ đúng không các bạn. Thôi bây giờ làm tạm cái mũ sắt đi. Đây, đó, giáp phải có mũ. Rồi bây giờ mình sẽ chế tạo sách nha, kiện sách nha. Vô đây thôi, 3 cái thôi, chế tạo được 3 cái thôi các bạn. Đây, 3 kệ sách. Đặt như nào ta? Như mình đặt có vẻ hơi nhầm thì phải á, đúng không? 1 2 3 ở đây. Đợi nó hút vô này. Đó. Ta cố gắng nhiều nhiều một tí là ok thôi. Dây vàng để chúng ta vô địa ngục này. Ok, còn gì không ta? Nói chung là mình thiếu rất nhiều giấy luôn, mình thiếu rất nhiều sách. Để mà enchant level cao ấy. Cố gắng chúng ta lấy level nhiều. Ok. Mình nghĩ là mình sẽ dẫn gà về nuôi. Ok không? Mình đổi mà. Mình sẽ lấy... Ui, còn một cái hàng rào vậy trời. Thôi bây giờ gà mình sẽ nuôi bằng than leo đi. Nuôi chuồng nhiều khi nó rắc rối lắm. Mình than leo mình chế tạo hơi bị nhiều quá. Ok. Ta sẽ dùng đá cuội để làm hàng rào. Đấy, đỡ tốn gỗ. Chuồng gà hả?
Gà nó ở phía nào để mình... Ở đây không có gà hả ta? Ơ, mình nhớ gà nhiều lắm mà. Gà chỗ này đi. Ủa, mình nhớ khu này mình thấy gà nhiều lắm mà ta. Không có một con luôn à. À, rộng một tí ở đây. Con gà ta sẽ nuôi rộng một xíu nha. Đây, các bạn cũng biết là mình gọi là thánh nuôi gà mà đúng không? Gà của mình bét nhiều luôn. Đấy. Rồi, ngang qua nó là xong. Rồi, thế là mình đã có cái chuồng gà. Mình ta sẽ đập ra này. Chuồng gà easy. Mình có vẻ chế tạo hơi nhiều tường ấy. Rồi, nếu mà các bạn thấy nó không an toàn thì mình sẽ lót ở phía trên thêm một lót nữa. Đây, như vậy. Ờ, chỗ này thì nhìn nó bị hơi cong cong thì bị làm như vậy luôn đi. Rồi. Nhìn nó cong cong, nhìn nó lưng lẹo quá. Làm nó cho nó thẳng rồi. Rồi, thẳng chưa? Rồi, chỗ này cong thì không nói. Ok. Rồi bây giờ chúng ta cắm đuốc xung quanh này. Đuốc là lát nữa mình không làm đuốc đâu, mình làm đèn cho nó đẹp. Rồi sau đó thì phiến này. Cái chỗ cục này nó không dính vô đây. Đợi mình tí các bạn, mình sửa lại đã. Cái chỗ này chắc là mình sửa lại nè. 1, 2. Rồi. Đặt cái tường lên. Đó. Vậy nó mới hợp lý. Ok. Xong. Rồi chúng ta sẽ bỏ đèn lên. Đây, cái chuồng gà của mình không có con gà nào thoát được đâu, các bạn yên tâm đi. Một khi gác anh nhốt gà thì không thể có con gà nào thoát. Ôi, hơi điêu. Các bạn xem stream của mình cũng biết mà đúng không? Đấy. Rồi chúng ta sẽ làm lồng đèn 4 cái đúng không? Đây, 4 cái lồng đèn. Rồi tôi sẽ đặt xung quanh. Thế là xong. Easy. Game là dễ. Quan trọng là có gà để mình bắt về không thôi chứ. Rồi. Công việc quan trọng bây giờ là đi tìm gà thôi. Buồn thực sự. Xây xong cái chuồng nghĩ đến không tìm được gà chắc cũng buồn lắm chứ. Rồi. Thức ăn đầy đủ. Lấy một hạt giống. Đây. Cầm trên tay luôn. 3-4 hạt gì đấy. Gà ơi. Gà à. Mía bây giờ bắt đầu nó mọc lại này. Bên này chỉ có ong thôi, không có gà. Trời ơi, cái hồ cá của mình sẽ lúc nào nó cũng có cá vậy trời. Lúc mình giết hết rồi nhưng nó vẫn spawn lại. Kiểu cá nó vô hạn hay sao? Ui, khu này nhiều mía này, không để mình tới mình hái ta. Chắc mình nghĩ là tặng bên này lần. Đây. Mình nghĩ bên này sẽ có gà. Đấy, 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 đấy. Rất là nhiều luôn. Uầy. Bét nhiều gà. Rồi, 3-4 em gì tới luôn. Đấy. Đấy. Bây giờ các bạn chỉ nghe mấy tiếng cục cục của nó thôi. Mai mốt là nghe tiếng cục 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 liên thanh luôn. Ok. Mình sẽ cầm tay này để mà tay này còn đập lóc được. Đấy, về nhà an toàn nha. Đi từ từ thôi. Rồi các bạn thấy không? Toàn. Bây giờ còn phải bắt cầu cho tụi nó qua nữa chứ. Ơ, vái nôi á. Tao bắt cầu làm gì cho tụi mày đi lỗi quá hả?
buông thiệt sự á. Đặt lóc cho nó mà nó làm vậy á. Nghe buồn không? Lẹ. Con kia đi lẹ. Trời ơi, còn giờ này con quẩy cánh với đó à. Ôi dạ. Rồi, thấy tụi mày ôi trời ơi, đẻ là đẻ, con nào cũng biết đẻ. Không biết con nào con cái cũng được luôn. Con nào cũng biết đẻ à. Gà lưỡng tính á. Mình nghĩ mai mốt Minecraft thì cũng sẽ phiên bản kiểu cho con vật nó kiểu biết con cái con đực ấy. Nó sẽ thú vị hơn. Đây, rơi xuống nữa tao không biết nói sao ấy. Đặt lóc cho tụi mày đi như vậy mà tụi mày còn né đường, tụi mày bơi, tao chịu luôn. Đây, bốn em về nhà an toàn. Không thiếu em nào hết. Sẽ đặt cái chỗ này ra nha. Đó, easy. Lóc này lên. Lóc này lên, rồi xong. Mình cầm đúng 4 hạt giống cho tụi nó luôn. Trời ơi, tính toán hết rồi các bạn à. Ghê không, ghê không? Rồi, đây là mấy farm kinh nghiệm của mình. Mình sẽ cố gắng nuôi 1.000 con. Ok. Rồi, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi em video thử thách sinh tồn Minecraft 1.16 của mình nha. Và các bạn nếu muốn tập tiếp theo có sớm thì nhớ like mạnh nha. Đủ 5.000 like thì mình sẽ cố gắng ra sớm bạn xem. Còn bây giờ thì bye bye. Rồi, đi tìm trăng hót hay là nuôi bò để farm thì các bạn, việc của các bạn ở đây. Để comment phía dưới để giúp mình nha. Bye bye. Anh hùng trong chúng ta.